Đây là hũ Relax Night kem dưỡng ban đêm. Bên công ty Laura Sunshine đã tạo nên hũ Relax Night này theo một dạng gel mặt nạ dưỡng ẩm ban đêm. Khi mà tất cả chị em phụ nữ mình sử dụng kem Relax Night sẽ cảm nhận được một điều rằng rất mịn, căng bóng. Và đặc biệt hơn nữa là kem Relax Night được chiết xuất từ hoa daisy, vì vậy cho nên giữ ẩm và se khít lỗ chân lông. Và đặc biệt kem Relax Night làm ngăn chặn đồi mồi những vết thâm nám trên da của mình. Đặc biệt hơn nữa, những chị em phụ nữ nào đã bị nám rồi thì chắc chắn một điều rằng sẽ rất khó để chữa trị. Nhưng khi sử dụng kem Relax Night thì sẽ giảm dần, ngăn ngừa và chống lão hóa da của mình. Đặc biệt những vết nám trên da của các chị em mình sẽ được ngưng, không phát triển nữa và từ từ sẽ mờ dần những vết nám đó đi. Thì mình cũng nói trước luôn là kem Relax Night không phải là kem trị, vì vậy chỉ có thể cải thiện thôi nha. Hơn nữa là kem Relax Night có một độ giữ ẩm rất cao. Khi các chị em mình ở trong máy lạnh, như Kim Anh là thường xuyên ở trong máy lạnh, và những chị em nào ở vùng nào, những cái vùng khí hậu lạnh, thì sử dụng Relax Night là tuyệt vời, bởi vì nó có một cái độ giữ ẩm rất rất cao. Khi mà tất cả chị em phụ nữ mình sử dụng sẽ cảm giác được rằng là không nhờn và không bị bết dính. Khi mình sử dụng đi ngủ và sáng dậy, mình sẽ cảm nhận được sự độ mịn màng và căng bóng. Những chị em phụ nữ nào mà đã sử dụng những kem có độc tố hoặc đã bị bào mòn tế bào collagen thì ngày hôm nay Relax Night sẽ bổ sung collagen làm cho da mịn màng hơn, trắng sáng hơn và ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa những đốm nâu đồi mồi và đặc biệt là ngăn chặn không cho nám phát triển, làm mờ dần vết nám của mình. Làm sao để sử dụng được Relax Night? Rất đơn giản, chị em phụ nữ mình chỉ việc tẩy tế bào chết của Laura Sunshine nhé. Rửa sạch mặt bằng Clear Swell của Laura Sunshine để cho da mặt của mình thông thoáng trong vòng 30 phút. Sau đó chị em mình trước khi đi ngủ sẽ lấy một lượng kem vừa đủ của Relax Night, sau đó chấm 5 điểm trên bề mặt của mình và thoa đều nhẹ nhàng nhé. Thoa đều nhẹ nhàng và nhớ là đừng quên vùng cổ nha cả nhà nhé. Tại vì vùng cổ của mình nó sẽ rất nhăn. Nếu như tất cả chị em phụ nữ mình quên sử dụng vần này, và đây cũng là một cái phần làm cho mình già hơn cái số tuổi của mình. Vì vậy cho nên là khi mà tất cả các chị em phụ nữ sử dụng Relax Night, sau khi sử dụng trên bề mặt thì nhớ bôi xuống vùng cổ của mình. Khi sử dụng Relax Night, da sẽ thẩm thấu rất nhanh và tạo nên một lớp mặt nạ ngủ, sẽ làm cho da mình trắng hồng tự nhiên và đẹp hơn mỗi ngày.